Vâng, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ test thu âm một bài hát ở trên một chiếc xe. Mình đã có trên tay mình đây là Mixer Arnold MI30U, là cái bộ mới nhất của Arnold mọi người nhé. Một cái tai nghe và một cái dây chuyển đổi như thế này, và có một cái micro như thế này luôn. Bộ này thì có thể xài cho chúng ta hát ra những cái loa giống như MI30 hoặc MI30S, hoặc nếu chúng ta có thể kết nối ra cái xe nếu mà cái xe nó có ngõ 3.5 hoặc ngõ AV, và chúng ta vẫn có thể hát để chúng ta thu âm vào cái điện thoại này mọi người nhé. Mình sẽ hát cho mọi người xem thử cái sự khác nhau khi hát chay bên ngoài và hát qua điện thoại nó như thế nào nhé. Bắt đầu. Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm lại cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hỏi dù là biết sao? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thôi, một người từng rất thương nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muốn phiền làm chỉ dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đem đau về lại không? Sao em không nhìn về tương lai? Hình hài là một cánh hoa dại, gió say sao được với những đóa hoa hồng lạ lơi. Đau là đau, tình đã hết còn em anh như đang vỡ ta. Mình anh thôi xin mang thương đau, cầu sao em quên đi gì mà thương. Tình ấy đó là cũng đã có dối gian nhiều, tình đã hết qua mấy tiếng nối cũng như không. Nhưng hãy xem diễn ra chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó là cũng đã có dối gian nhiều, tình đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều. Đừng dối gian cho em thêm bao xót. Đeo tai nghe em thấy ok thì mọi người thấy không ok. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy ok thì em lại thấy cái tai nghe của em nó hơi nhỏ mọi người. Đấy, cũng là nó cũng chưa hoàn hảo như cái ý em muốn luôn mọi người. Mọi khi mà em hát ở đây mọi người thấy ok vì nó không vỡ, vì nó sạch sẽ, vì nó ok. Nhưng mà tai nghe em nó lại hơi nhỏ mọi người. Đây, tai nghe em hát em không có, mọi người nghe có thể ok nha, nhưng mà em nghe nó lại bị nhỏ cái này. Nghĩa là em đang kiểm soát ở cái mức thu âm tốt nhất, nhưng cái phần người nghe nó lại hơi tệ một chút xíu mọi người. Còn hồi nãy em nghe rất là đã luôn, em hát rất sướng đối với bản thân em, nhưng mà người nghe là bị vỡ. Thì mỗi cái nó lại có một cái ưu điểm, nó có một khuyết điểm khác nhau mọi người. Nên cái này em cũng cần phải làm việc với hãng để tìm ra cái giải pháp làm sao cho hợp lý nhất mọi người nha.